Chào mừng các bạn trở lại với blog tin thi thi Đừng quên nhấn vào đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay nào Sau đây mình xin cập nhật một số thông tin về vụ việc công ty địa ốc Alibaba mở bán hàng chục dự án ma và hiện tại đã bị chính quyền cưỡng chế một số dự án Dạo này thì vụ việc về công ty địa ốc Alibaba rất là sốt Đối với những ai không tham gia vào thị trường bất động sản thì có lẽ tin này cũng không có gì hấp dẫn vì thế nhiều khi chúng ta lướt qua những tiêu đề kiểu như là Bà Vũng Tàu cưỡng chỉ khu dân cư Alibaba hay là chủ dự án khu dân cư Alibaba cho lắp lại đường nhựa hay là nhân viên địa ốc công ty Alibaba bị bắt giam vân vân Thì có lẽ cũng hơi thắc mắc một chút là không biết là vụ việc này nó ra làm sao mà tại sao dạo này nổi lên trên mặt báo khá là nhiều hôm nay mình xin tổng hợp lại một số nội dung cơ bản của vụ việc về công ty địa ốc alibaba để cho những ai chưa nắm bắt được thông tin ngay từ đầu thì chúng ta có thể hiểu sơ qua về vụ việc này theo như những thông tin đã đăng tải từ trước này thì công ty địa ốc alibaba đã xây dựng hàng loạt các dự án trên những mảnh đất gọi là đất nông nghiệp thuộc sở hữu cá nhân để tạo nên những dự án chung cư những dự án nhà ở rất là lớn sau đó thì pha lô ra và bán cho người dân. Tất nhiên là khoản tiền bán rất là cao, có thể nói là thu về cả hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó là hàng loạt các dự án nằm ở Bà Rịa Vũng Tàu, nằm ở Đồng Nai, nằm ở Bình Thuận, vân vân. Những dự án này cơ bản được gọi là những dự án ma. Bởi lẽ là chính quyền khẳng định cho đến hiện nay thì trên địa bàn chưa hề có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đối với những dự án mà công ty địa ốc Alibaba đang rao bán. vậy mà bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 thì chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cưỡng chế thu hồi đất đối với các công trình vi phạm và hàng loạt những nhân viên của công ty địa ốc Alibaba đã đồng loạt đi ra và cản trở chống đối, à, kích động đập phá xe cầu của đoàn cưỡng chế. Những video về vụ việc này thì được ấp đầy trên các báo đài và các trang mạng xã hội. Trong thời gian này thì những lãnh đạo của công ty địa ốc Alibaba cũng làm cho người ta phẫn nộ bằng những phát ngôn và những hành động của mình. Như là bằng cách quay video trực tiếp lên trên mạng xã hội đồng thời nói ra những lời mà à, một số dân cư mạng cho rằng đó là xuyên tạc về việc cưỡng chỉ đất trên. Và thậm chí ông Luyện là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của công ty địa ốc Alibaba đã có những phát ngôn được gọi là mịt thủy xuyên tạc về chủ tịch xã và công an xã. Sau đoạn clip đó thì dư luận tỏ ra bức xúc trước những phát ngôn của ông. Trong clip này thì ông Luyện đã hỏi nhân viên của công ty là học cái gì ra làm công an xã. Rồi sau đó tự trả lời luôn là học ngu ra làm công an xã. Tiếp đến ông Luyện lại hỏi học cái gì ra làm chủ tịch xã. Và lập tức tự trả lời học làm côn đồ. Vì những phát ngôn này mà ông Luyện được coi là quá coi thường dư luận và coi thường pháp luật. Vì vậy cần phải được nghiêm trị. Trong nhiều tháng qua thì dưới sức ép của dư luận thì hàng loạt các dự án ma được cơ quan chức năng cưỡng chế. Những lô đất bị xa lại trồng nông nghiệp, những con đường nhựa đã được làm thì bị đào xới lên, những hàng cây đã trồng cũng bị chặt đốn. Có thể nói là cưỡng chế trả về hiện trạng ban đầu của đất nông nghiệp. Công ty Alibaba bị thiệt hại không bàn, tại vì họ làm sai. Nhưng có một cái là tôi rất thắc mắc ở đây đó là Chính quyền địa phương tại những nơi có dự án ma này được xây lên thì họ trả lời là họ không phát hiện được hoặc là phát hiện muộn hoặc là có sự phạt rồi mà vẫn tự ý xây này nọ này kia. Nói chung là có khá nhiều lý do. Và đến thời điểm này thì chúng ta cũng có thể thấy là chưa có đồng tĩnh về việc bên chính quyền là sai sót và có thể nhận án phạt nào đó. Nhưng có một điều thiệt hại rất lớn trước mắt chúng ta thấy đó chính là những người đã bỏ tiền để mua các lô đất ma trên. Những nhà đầu tư chính là những người thiệt hại lớn nhất bởi vì số tiền họ bỏ ra thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Có thể nói tổng số dự án ma phải lên đến hàng trăm dự án và số tiền thu về phải nói là hàng ngàn tỷ đồng. Hàng trăm dự án ma hoành hoành biết bao nhiêu năm, công ty ốc Alibaba vẫn tồn tại sừng sững bao nhiêu năm. Mọi người đặt ra câu hỏi là tại sao chính quyền địa phương không phát hiện ra? Khó hiểu đúng không mọi người? Những dự án đồ rộ như cái núi nhưng không phát hiện ra, Ví dụ như gia đình chúng tôi, chưa tính xây cái chuồng heo mới đổ một đồng cát phía trước nhà, thì ngay lập tức đã có vài anh cán bộ tới hỏi thăm. Một viên gạch đặt xuống cũng đã biết chứ đừng nói đến một dự án đổ rộ. Vì vậy câu trả lời cho việc tại sao chính quyền xã không biết về việc những dự án này mọc lên như nấm. Chắc là ai cũng đã biết, chỉ có điều là không chịu thừa nhận mà thôi. Chung quy lại thì vẫn là lợi ích nhóm và người chịu thiệt thòi vẫn là người dân. Thế xin kết thúc bản tin tại đây, bởi vì nói càng nhiều thì sẽ càng không hay. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào thì quý vị khán giả đừng quên nhấn vào nút đăng ký. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.